một mình. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi trốn tìm. Ủa? Mà lần trước tôi với lại Sammy với Kamui đã chơi nha các bạn. Oh. Wow, ok, để xem thôi. Mình nghe nói là Simmy rất là thích được làm gọi là đi tìm đúng không? Yeah, yeah. Nhưng mà cái này hơi ngoại lệ xíu thôi. Ôi, con Nai biết ăn nè. À, Nai biết ăn nhiều mà. Nai biết ăn nhiều mà. Thật sự em cũng không biết là con nào con Nai thật, con Nai giả. Con nào mà chạy, con mà đứng lên chạy là chắc là con Nai rồi. Oh, em nhìn đi, okay, nhìn đi. Ok, ok. Ôi, con Nai đứng kìa ơi, nhìn đi. Bị kẹt bẫy ơi, bị kẹt bẫy ơi. Ủa, con Nai đâu rồi? Ủa, mày quá. Thích quá ta. Em làm sao em đứng lên? Làm sao em không có? Em nghe tiếng ăn không? Nghe tiếng ăn mà. Bạn thấy cái tiếng rập rập không? Cái tiếng rập rập là tiếng ăn á, có nghĩa là con Nai nào mà không ăn trong thời gian ngắn thì nó sẽ đứng lên đó, cho nên là bạn phải canh cái tiếng ăn chỗ nào bạn chạy về phía đó, hiểu không? Oh, ok ok. Ok ok. Oh no, xung quanh đây không có cây nấm nào để ăn hết vậy? Ủa? Mình không thấy cái gì hết trơn. Ủa? Kiểu Sim à, thật ra là cái con Nai nó ăn nấm hồi nãy trước mặt Sim ở đầu á, là lúc đó là Sam đứng ở đó mà Sim không bắn á. À, mình không có, mình cậu chỉ tôi dạ lo. Ủa nhưng mà giờ Sam đi chỗ khác rồi mà Sam lo gì nữa đúng không? Chứ sao giờ. Ây da, Sim ơi, nếu như mà thời gian á ở trên đầu Sim á, cái hình tờ sanity á mà nó hết á. Ôi ôi. Ôi ôi. Vậy là mình là thợ săn giỏi nhất rồi. Chưa bạn ơi, còn mình nữa mà. Chưa gì mà đôi làm thợ săn giỏi nhất rồi. Ở đâu ta? Phòng bên kia rừng em ơi. Bên kia rừng á? Simmy không có biết coi cái tiếng ăn rồi. Có cái tiếng ăn hiện lên mà Sim không biết coi nè. Đúng rồi, mới chơi, mới chơi, mới chơi. Mới chơi mà. Em nghe tiếng ăn mà đó đi hướng nào là em phải tới hướng đó. Ủa Sim đang ở đâu vậy ta? Tôi đâu thấy Sim mà. Sim hello ai ta? Mình không thấy thời gian đâu không ta? Ủa Sim này ở đâu vậy Sam? Sao tôi cũng rung rung nha, tôi không biết Sim chỗ nào á Sam ơi. Yeah. Ủa Sim ơi, sao coi nhà màu đỏ đi, trốn đi Sim ơi. Tới rồi, thời gian tới rồi. Thời gian của anh Phong Cận TV tới rồi. Chị Sim ơi ở đâu vậy? Vô màu đỏ là em thắng, em vô được coi nhà màu đỏ là em thắng. Chạy vô nhà màu đỏ nè, vô nhà màu đỏ hả? Để hết thời gian á. Một không dành cho Phong Cận nha bạn, 1-0 dành cho Phong Cận. Đó, ok. Sim hiểu cách chơi chưa? Khó mà, khó mà. Rồi, lần này là tính lượt Sam nè. Rồi, you are my hunter. Đó, ok. Rồi, Sim ơi, đi kiếm chỗ trốn đi, Sim ơi, nhanh. Tôi mà tìm ra là mấy người biết tay tôi. Ủa mà ăn gì vậy? Không biết ăn gì. Ăn mấy cây nấm màu đỏ, Sim, ăn mấy cây nấm màu đỏ. À, số cỏ. Em thấy góc bên trái không? Em có cái năng lượng không? Nếu mà em làm cái năng lượng cái dạng là em sẽ bị đứng lên. Ôi, mọi người nghe tiếng ăn. Đầu này, có tiếng ăn đầu này. Giỡn Sim ơi, diễn cho thật vô nha Sim, có chuyện chừng bị phát hiện á. Tôi sẽ chạy đi xa xa cho chắc ăn các bạn ơi, tôi không dám đứng gần Sam đâu. Sam chơi game này đỉnh lắm. Ờ, tiếng này này, có đầu này rồi. Ôi, đây hả? Vừa sau lưng mình luôn á. Wow, ra là vậy. Ngon quá, nấm ngon quá. Đâu nhờ, vừa tới đây luôn nè. Lần trước Sam chơi trò này rồi mà. Tới đây ăn nấm rồi Sim ơi. Tới đây ăn nấm rồi em. Phải em không? Đâu phải, đâu biết gì đâu. Đâu quá. À. Ngồi cực đó chứ. Cũng được. Ăn đi Phong ơi. Tay đúng không Phong đây, ăn thử cái nấm đi Phong. Cái nấm là ngon. Rồi chơi rượt đuổi luôn hả? Hồi nãy mình nhìn đúng chạy ngựa luôn. Không phải, chết
tôi sẽ rút kinh nghiệm và Sim Sim nhìn thôi. Góc nhìn của Phong nè Sim. Phải không? Phải không? Không phải, không phải đâu, không phải, không phải, không phải. Sao cục ra, sao cục ra, sao cục ra. Ê khó nha, đây rộng à. Sao cục đá vợ, sao cục đá vợ. Chị biết tên em. Trời ơi. Ôi. Rồi chị đứng đây gì canh. Canh gì vậy Sam? Canh gì Sam? Canh cái gì vậy Sam? Chắc gì là ngôi nhà đó hả Sam ơi? Không phải ngôi nhà đó đâu Sam ơi. Đây để coi ai chạy đến ngôi nhà trước nha. Coi ai chạy đến ngôi nhà trước nè. Ồ thấy không? Thấy Phong ghê không? Phong chạy đến ngôi nhà trước cái ghê không? Cho tôi vô đi, cho tôi vô đi trời. Vô đâu, vô đâu, vô đâu, vô đâu, vô đâu. Vô đâu? Ô, vô được kìa. Nghe quá à. Một điểm nữa dành cho Sam. Là Phong với Sam được một điểm rồi nha. Sim ơi, cố gắng anh Sim. Ok, ok. Mình luôn, ghê quá à. Lần này chắc là tới lượt Phong rồi. Ok, okay. Tới lượt Phong làm thợ săn nhớ bạn. Thả ra, cho tôi cũng bị bắt nữa nè. À, bị dính bẫy hả? Ở đâu vậy ta? Mới nghe cái tiếng dính bẫy gần lắm. Ở trong đây á, nó còn có thêm mấy cái máy đi dò nữa. Sim không biết, Sim chắc Sim chưa dùng được đâu. Sim chưa hiểu cách dùng. Này phải không? Ê, bên đây. Bên nào vậy ta? Chạy. Ê, bên đây. Này phải không? Ủa? À, thấy có một con đứng dậy chạy. Chạy nè, chạy nè. Đặt thêm cái bẫy này nữa. Rồi. Ấy à, dính cái bẫy rồi. Em. Yeah. Tôi biết tôi vậy. Không cần nhìn xíu thôi là biết liền. Trời ơi, mẹ thấy tôi đỉnh chưa? Tôi đứng tôi quan sát xíu là tôi biết liền. Ôi, tới lượt tôi làm thợ săn nữa hả? Trời ơi, tôi đi tìm mấy người nè. Đây, đây đừng chạy nhiều nha em ơi. Em chạy lúc nào mà không có Phong thôi, chạy để ăn nấm thôi. Nhớ chạy không? Chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Sam ơi, Sim ơi. À, nghe tiếng ăn. À, nghe tiếng ăn. Em đứng hai bên đi Sim ơi, để lúc lại mang bên kia đứng đó, đừng có đâm xuống như vậy. Đi bộ đi. Hả? What? Ai? Ai mới đứng dậy chạy đúng không? Đâu? Đâu biết đâu. Để chị ăn, để chị ăn, để Phong qua đây chú ý chị nè. Rồi, ok, tôi bên này đi. Dạ, dạ, hả, dạ, hả, ok. Mình đứng cách xa nhau nhau đi Sim ơi, đó. Na na. Ủa, này bị đánh là cướng hả? Nhìn xíu rồi bạn thấy không? Mấy bạn thấy không? Tôi chỉ cần đứng tôi nhìn xíu rồi bạn. À, bé tơ mới thấy con gì chạy ngang không? Ôi ôi bé tơ có thấy con gì chạy ngang không? Bạn bạn giao cho con đó giúp mình nha để mình đuổi cho nó kịch tính nè. Chạy nè. Chạy nè. Dễ gì? Không à. Dễ gì ăn được Phong? Mấy bạn thấy không? Phong cận là mới vừa vô chơi có xíu thôi là Phong cận được 3 điểm rồi các bạn. Trong đây là hình như là Sam được điểm nè. Sim là chưa được điểm nào nè. Cố lên Sim. Cố lên. Tức quá à. Đứng lên Sim đi. Vậy là sao Sim có điểm rồi, được. Rồi rồi rồi. Lần này tới lượt Sam hả? Ok. Tôi sẽ chơi lại chiến thuật hồi nãy các bạn. Chiến thuật của tôi là hơi bị đỉnh luôn. Tôi sẽ núp ở đây. Có người đây rồi. Có gì ăn hai hướng vậy? À đây 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 đây. Có hướng đồ này nè. Mèo 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 mèo. Đó. Mèo 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 mèo. À không, con này là con nai Sim ơi. Con này con nai. Nai 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 nai. Nai 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 nai. Sammy đang ở đâu nha? Hay hay để mình qua chỗ Sim chơi được không? Sao có? Ủa sao? Ê, chạy nha, chạy nha. Chạy đi Sim, mình vừa chạy vừa ăn nấm. Sim bấm tiếp cách đó Sim, bấm cách liên tục đến khi nào nó nạp được đủ năng lượng rồi nó bay. Con nai chạy kìa. Con nai chạy. Chạy đi Sim, chạy đi. Sam thấy đó. Ủa biết không? May quá, may quá, né kịp. Trời ơi, may quá, chạy chạy. Yeah, chạy thôi. Chạy mất rồi, chạy mất rồi. Không bắt được đâu Sam ơi. Chạy mất rồi. Mắc kẹt các bạn ơi. Cứu tôi con nai chạy vậy mày quá, núp kịp rồi, núp kịp rồi. Trời ơi, gì mà lộn xộn quá vậy. Và anh đã sống một mình trong nỗi cô đơn. Nên là đừng ai tới đây, đừng ai tới đây, đừng ai tới đây. Cô đơn quen rồi, đừng ai tới đây. Với con nai đứng hai chân luôn rồi mấy bạn ơi. Ôi mày cơ. Đâu vậy? Từ sao mà không thấy cái gì hết trơn vậy ta? Mèo mèo.
Còn siêu. Không bị bắn rồi Sim ơi. Chị có muốn để tới cuối để tới cuối để em rượt chị thử không? Em chưa biết. Em muốn rượt thử quá à. Em tới cuối để em muốn rượt thử. Không, Sim chơi chiến thuật chạy đi Sim, cứ chạy liên tục thôi, sao không đuổi kịp đâu. Sim cố gắng trốn đi, mình không có thể nào van xin vậy được, phải trốn. Có nó thông báo nè. Ồ chị ở xa em thế. Sammy đang tiến lại gần mấy bạn à, và Simmy đứng dậy chạy rồi. Ủa Simmy chạy nhanh thiệt. Sammy đang đuổi phía sau bạn ơi, sao đang đuổi phía sau. Sim vẫn đang chạy. Một mũi tên mới vừa bay ngang qua nhưng mà không trúng. Simmy vẫn đang chạy và Sammy vẫn đang đuổi. Thấy con này không? Sammy đã nhầm lẫn. Ở đây không? Và Sim không? It's you. Đúng rồi, Simmy vẫn đang chạy. Rồi Simmy chạy ra ngoài vực biển rồi, có khi nào Simmy nhảy xuống dưới không? Rồi, Sammy hiện tại bây giờ chỉ còn khoảng 30 giây nữa là sẽ kết thúc. Liệu rằng Sam có thắng luôn đây? Ủa sao có hai con nhảy vậy? Ê, con này làm gì vậy? Sao có hai con đây nó nhảy cứ gì? Rồi, xong rồi. Rồi, chạy. Thời gian tới rồi. Tôi chạy đây. Rồi, mèo Simmy quá sẽ khủng rồi. Sim chạy về cái căn nhà màu đỏ, Sam sẽ chạy về căn nhà màu đỏ. Sam, đúng rồi Sim. Lấy một điểm Sim ơi, Sam tới kìa, Sam tới, sau lưng kìa. Kìa. Tôi muốn cho Sim được một điểm đi, trò chơi nó căng thẳng hơn bạn, chứ không phải là tôi bên Sim đâu nha. Bạn đừng có cách giật nha. Sim đấm trước về thì ai không nổi đâu vô trời. Hello. Vô đi Sam. Ủa? Ủa là tôi thắng hay thua? Hết thời gian vậy là Sim, vậy là Sim thua rồi đó. Hoa, tôi như thắng. Nữa hả? Trời ơi, lại là Phong nữa hả? Sao lần nào cũng là Phong vậy? Chán quá. Làm sao thì trốn, ông này nhìn là biết liền. Em mà đứng ở chỗ nhiều cừu á, à nhiều nai, chị nghĩ đứng nhiều chỗ nhiều nai chắc. Sim với Sam giống kiểu là ám ảnh Phong Cận á bạn á, sợ thấy Phong Cận cái tiền là sợ liền. Em nghĩ tốt nhất chị đang đi trốn thì em nghĩ nó sẽ đỡ hơn á. Chị đang đi ăn. Mọi người đâu rồi? Chứ sợ thật chứ. Mọi người ra đây chơi với mình nào. Em nghĩ tốt nhất chị nên đi trốn, nó sẽ thú vị hơn. Trốn làm sao mà được. À con này. Ủa, ăn hả? Ăn. Nữa hả? Ủa? Mệt giờ. Sao có một con cũng đứng ở đây vậy ta? Nhưng mà chắc không phải đâu. Simmy ơi, Simmy ở đâu vậy? Mình á, mình đang trốn. Kéo không trốn được đâu, Sammy thua rồi thì bạn cũng sẽ thua thôi, ra đây đi. Chứ sao thì mình thua thôi, mình đi trốn. Con nào mới bị đói bụng mới vừa trốn ở đây? Đứng em ơi, thấy được em ơi, thấy được em ơi. Dạ hả? Thấy được, đúng rồi. Chơi cái trò đó với mình hả bạn? Chơi cái trò đó với mình bạn ơi. Lách em ơi. Chơi cái trò với mình bạn. Ôi chạy kìa. Nhanh quá vậy. Ăn nấm đi em ơi. Ăn nấm hả, đứng lại. Đâu rồi? Nằm xuống đi. Đâu rồi? Bắn sai thêm người. Trời ơi, chẳng lẽ một sát thủ như ta lại có thể thua sao? Chứ sao? Thợ săn đỉnh cao như ta mà phải chấp nhận thua sao? Cậu tự tin quá đó. Tất nhiên là phải tự tin rồi. Gán mà ăn cho no nha, Sim ơi, còn xíu, cố lên Sim ơi, cố ăn xíu nữa. Chạy Sim ơi. Cố lên, lách đi, lách binh nè. Mười, chín, lách nè. Bảy, sáu, năm, bốn, lách ơi. Lách nè. Lách chỗ nào? Lách chỗ nào mà lách được với anh Phong Cận chứ gì? Trời ơi. Trời ơi, mấy bạn thấy Phong đỉnh chưa? Mấy bạn thấy Phong đỉnh chưa bạn? Em nói là chạy nó lợi hơn nha. Thấy chạy lợi hơn nhiều. Cứ chạy rồi. Cái cơ hội dành cho Sim để Sim làm lại cuộc đời này Sim. Ai chứ Phong Cận thì để tôi vào cho. Thôi chơi gần xong rồi, đứng vô. Chị mà vô là gì ta? Phong Cận giờ ghê lắm, giờ vô là biết bắn luôn á, sợ lắm. Giờ anh đã sống một mình. Ủa? Sao con gì bắt chết trên trận này Sim ơi. Ủa? Tôi bị con gì? Trời ơi, tôi nổ, tôi văng cái xác tôi qua đây luôn. Quay mép, em đây chị đói, em tới đây nha. Gì vậy? Em có thấy chị. Đây, để
chị nói đi, chị bắt đây đây. Ủa? Ủa? Sim dậm chút quá bơm nổ. Ủa? Mọi người thấy cái con gì văng lên trời á. Cái con gì văng lên trời. Đúng rồi, em đang đi thả xong thấy con gì bay lên trời em cũng vậy. Tôi giờ dậm chút quả bơm xong cuối cùng Sim cũng dậm chút quả bơm luôn. Thế là cả hai cùng tua. Ê, hiểu nghĩa trong map này có bơm á nha, cẩn thận nha. Đen đi đạp cái nổ, trời ơi. Ủa? Xong nói cô đó. Trời ơi. Ủa ghê ta. Sợ quá, sợ quá. Sợ quá, sợ quá. Sợ quá, sợ quá. Sợ quá, sợ quá. Sợ quá, mày đi ơi. Sợ quá, mày đi ơi. Như là bắn chuột kia đó. Sợ quá, mày đi ơi. Sợ. Sim có kinh nghiệm mà. Sim bắn mà Sim cầm cái con dí sát cái mặt cái ai vậy đó, người ta không sợ. Sim có kinh nghiệm chơi trò này rồi, nhìn Sim đuổi ghê quá bạn ơi. Dạ đi đâu. Sao? Trời ơi, trời đau tim quá. Sim ơi, từ nãy giờ Sim chưa có điểm nào á, đây là trận cuối cùng là Sim cố gắng được điểm nè Sim. Ok. Sammy đừng múa. Mình không biết làm sao. Sam mới vừa đứng im chỗ đó rồi đó, Sam mới chạy đó. Na 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 na. Sim với cái con mà Sim mới đi ngang qua là Sam á Sim. Ủa sao kỳ gì kỳ quá vậy? Tôi chạy rồi, nghĩ gì. Sim lại mới vừa đi ngang qua Sam lần nữa Sim. Sim dừng cũng nhìn sợ mà. Squid Game nè. Squid Game nè, căng thẳng nè. Một trong hai đúng nè. Nếu mà Sim bắn sai á là coi như là Sam biến thành ác quỷ luôn á. Tại vì Sim còn có một vạch máu xíu à. Mấy bạn mới thấy tôi thấy cảnh gì không bạn? Mấy bạn có thể thấy tôi thấy cảnh gì không bạn? What? Ủa what? Sim? Sao Sim bắn đi Sim? Còn con ở đây Sim bắn. Sim đứng ngay cửa Sim canh. Sammy bước tới kiểu em đâu có đi được. Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay tôi đã cùng với lại Sim với Sammy bọn tôi đã chơi lại cái tựa game trốn tìm con nai. Phải nói là chơi chung với Sim vô chi thiệt sự. Sim có biết cái cảnh mà Sim đang bắn con nai bên này, con nai đằng sau Sim mới đứng dậy đi hai chân chạy một vòng không? Ủa vậy hả? Em vừa bắn con kia chạy tới văng đấm luôn em. Rồi ok bạn, vậy thì coi như là ngày hôm nay video rất là dài rồi á. Sao ơi, tha phong lần này sao ơi. Tôi có bắn đâu, tôi đứng đây mà Sim ở tới đây chào tạm biệt nè. Ok bạn, vậy coi như ngày hôm nay mình đã cùng với Simmy và Sammy mình đã chơi với cái game gọi là trốn tìm con nai này đó rồi. Thì mấy bạn thấy cái trò này như thế nào? Có thấy vui hay không? Mấy bạn đừng quên là comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và nếu như bạn nào muốn tập sâu á, mình sẽ mời thêm Kairon vô cho 4 người chơi luôn cho nó vui. À, có thêm Kamui đi đó cho 5 người chơi luôn cho nó gọi là căng thẳng. Đó, thì bạn đừng quên là comment xuống bên dưới tôi biết nha. Video này cũng rất là dài rồi, tôi sẽ kết thúc video này nha bạn. Xin lại gì xin. À mình chào tạm biệt. Chào tất cả các bạn, chào các bạn, chào các bạn, các bạn. Ông chào đi, chào đi. Okay, chào các bạn nha. Ok, bây giờ bye bye. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Yeah, bye. Bắn. Bắn đi xem. Bắn lắm. Sao bắn hụt vậy? Trời ơi. Trời ơi, bắn gì kế bên mà bắn không trúng ra cái nào luôn trời ơi. Ok, mày xin cứ im cái cho bắn cái. Tạm biệt mọi người, bye bye. À!